Lời chào buổi sáng, chào cả nhà nhé. Hôm nay thì thời tiết trời âm u và mấy ngày qua ấy, thì do bận việc công việc thu lúa ấy, thì Lợ cũng không đi bắt được ong và dựng được cảnh video cho mọi người xem. Hôm nay thì được rất rối thì có thằng em Phây thì cùng với thằng bạn thì cũng rủ Lợ đi kiếm ong để làm một bữa nhậu ấy. Thì là mình sẽ đi quay được video và tìm và bắt ong cho mọi người xem nhé. Đây mọi người ạ, ở đây ruộng bậc thang rất là đẹp đây. Nơi đây thì vùng quê rất là yên bình. Cuộc sống ở đây mọi người, ở đây thì không như ở thành phố, nó không ồn ào và cuộc sống rất là bình yên. Khu cứ sườn núi bên kia thì rất là nhiều ong luôn. Mà năm nay thì ong nhiều nhưng mà thợ nó cũng nhiều nên là cũng không có tụ nào to mấy, bởi vì người tìm nó nhiều quá. Cảnh quê đây là rất là đẹp mọi người ạ. Hôm nay thời tiết thì mây mù và xen kẽ lúc nắng thì lúc mưa, nên là đi anh em mình không thu được lúa, anh em mình sẽ về đây tìm ong nhé. Năm ngoái thì khu này rất là nhiều luôn, nhưng mà năm nay thì do là anh em mình cũng đến muộn rồi, anh em khác cũng về đây tìm và cũng bắt hết rồi. Hôm nay thì anh em mình cũng thấy 3-4 tổ, nhưng mà toàn ở gần xung quanh nhà của người dân ấy. Ở những cây mai của nhà người dân thì mình sẽ không bắt. Ruộng bậc thang ở đây rất là đẹp hơn mình ạ. Thằng bạn với thằng em mình bây giờ nó bắt đầu nó bắt được 2 tảo ong nó mang về đây rồi. Bây giờ lại đi bắt tiếp nữa. Rất là may mắn hôm nay lại gặp anh người quen. Ôi chào anh. Chào. Ôi anh em mình lại được gặp nhau rồi. Đã được 2 tổ rồi, may mắn quá nhỉ. Đây nhá, hai anh em nó đã bắt được 2 tổ về đây. Úi giời, ong rất là mệt. Đến đây rất là may mắn. Hai anh em Lỡ lại phát hiện được một tảo ong ở đây rồi. Tảo ong này thì chắc là tảo ong mini thôi. Ong quân nó bay ra rất là ít mọi người ạ. Nó mở mấy cái bụi cây này. Không thấy à? Nhìn một hồi rất lâu à. Hai anh em mình đã nhìn thấy tảo ong này nhá. Đây mọi người, tảo ong đây. Để mình zoom cho mọi người xem. Đây. À, tổ này thì vậy mà anh em mình tìm mãi cũng quanh này. Đây xung quanh đây rất là rộng mà không nhìn thấy. Ô, tổ này thì vẫn ok à. Lợ mặc quần áo, lợ chuẩn bị bắt tổ ong này cho mọi người xem nhá. Thế ong đây mọi người ạ. Wow, bé nhiều quá mệt luôn mọi người ơi. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Do lực kéo xuống thì năm tầng nữa. Nó đã bị que này nó bị rộng một tí rồi nhá. Bây giờ hiện tại đã được hơn 2 tổ nhá. Lúc nãy anh kia bảo là có công việc tí đi tuốt lúa thì anh không đi được, thì là anh em mình đã đưa gần một tổ cho anh ấy nhé. Giờ này là còn 2 tổ dưới đây. Lúc nãy thì hai anh em mình lên phía trên kia thì cũng không thấy mượn muốn 2 tổ ong ấy, thì là ở trong cây mai của người dân ở trên đấy thì là anh em mình thì do không, bây giờ chủ nhà ấy, đi làm ấy, mình không hỏi được chủ nhà thì mình cũng không đi cắt được tổ ong đấy, thì anh em mình lại chuyển chỗ sang ở dưới này nhá. Hôm nay thì đến giờ đã được 3 tổ rồi, nên là anh em mình cố gắng tìm nốt cái đoạn này thì anh em mình đi về nhá. Mọi người theo dõi được video Lợ thì cho Lợ xin một like và một đăng ký nhá. Tìm ong này thì ong bầu trời này thì rất là dễ thôi. Đây mình sử dụng cái ống nhòm EGK này thì thật sự là tìm cả ong thì không thể chạy thoát được bộ mình đâu. Tầm cỡ nó là ong tầm khoảng 200-300 mét thì là mình soi là chắc chắn sẽ thấy nhá. Nếu mà ong đất vàng ấy thì là nếu mà nó mình bắt được con mà bay trên bầu trời ấy thì mình có thể nhìn được hàng nghìn mét đấy, nếu mà nó không bị đồi núi chắn chúng ấy.
mình chỉ cần soi lên những khoảng đồi đồi trên này ấy, thì là mình chỉ cần soi lên ở trên cao hơn một tí trên cây thì là ong bay ra bay vào mình sẽ thấy nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ Lỡ nhá. Lỡ sẽ đi xuống dưới này để quay khu cảnh ong dưới này. Đây mình quay cho mọi người xem cái cảnh ở dưới khu để Lỡ chuẩn bị đi tìm ong. Khu này thì là nhìn thấy đôi núi chọc này thế này thôi, nhưng mà ong bầu trời khu này rất là nhiều nhá. Nó ở những cái bụi cây này thôi. Tại vì nơi đây thì là do người dân đấy làm ruộng ấy, chăn trâu ở đây thì người ta cũng bắt nhiều rồi, nên là nhưng mà anh em đây thì nó không đam mê, không sử dụng ống nhòm ấy, thì nó vẫn sót một vài tổ. Anh em mình đi xuống đây soi lại, đây mình ạ, ở dưới kia rất là nhiều trâu đây. Nơi đây thì có rất nhiều học sinh ấy, bây giờ thì đã đi học rồi. Dưới đây thì lúc học sinh về đây ấy, thì được nghỉ học ấy, thì nó về đây chăn trâu rất là nhiều. Vùng quê đây thì rất là yên bình. Ở dưới phía dưới có hai vợ chồng đấy đang đi bắt cá đồng ấy. Đây thì có cá đồng với cá lóc rất là nhiều luôn. Đây. Vùng quê là cuộc sống nơi đây thì là rất là bình yên. Mọi người chỉ đi gặt lúa rất là vui vẻ. Nhưng thời tiết như hôm nay thì là ở chỗ trên phía xa trên kia thì nó cao hơn, nên là bên trên đang gặt. Còn ở dưới này thì cũng đã gặt xong nhá. Đấy, khu này giờ một tí anh em mình sẽ đi men theo cứ bờ suối này để lên những quả đồi con trên này xem có ong nào nó ở bên suối này hay không. Thế nhá, để bây giờ mình đi tìm thấy ong thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Hôm nay thì anh em mình cũng khởi đầu may mắn rồi. Em ạ, con suối ở đây nước rất là trong và mát nhé. Bên đây thì Lở và San đã phát hiện được ba cây quả cà đây, rất là nhiều sai quả nhé. Cây kia còn nhiều hơn đây. Quả cà này thì nấu ăn rất là ngon nhé. Có một vị tê, nhưng mà nấu với trứng thì rất là ngon luôn. Đây anh em mình bây giờ thì cũng đói bụng rồi, nên là mình hái ít rau dấn về nhà xào tỏi nhé. Rau dấn ở đây thì rất là tươi. Vừa có ong vừa có rau dớn, lại có quả cà rừng nữa. Hôm nay thì anh em mình quá ok rồi. Đến bên đây anh em mình đã soi thấy một tổ vào trong rừng vầu này nhá. Hai anh em mình sẽ đi vào đây tìm và bắt tổ này cho mọi người xem nhá. Tổ này thì quân cũng được đông một tí, nhưng mà không biết nó có to hay không. Ong nằm ở bên này, đến đây mình quay cho mọi người xem. Kia tổ ong bên kia nhá, trên cây nhá mọi người nhá. Ong ở trên cây bé tí này, nhưng mà ở trên rất là cao luôn. Bây giờ Lỡ sẽ lên bắt ong tổ ong này nhá. Do cây bé nên là tí bắt xong Lỡ mới quay cho mọi người xem nhá. Cả nhà, do cành cây rất là bé nên là Lỡ đã cắt cành này rơi xuống, tổ ong nó rơi xuống đấy nhá. Cành này thì không lên được. Wow, cái mực này nó được bao nhiêu cân đây, quá đẹp luôn. Wow, hoa mực quá mọi người, hoa đẹp đây, cần vít lắm, rất đẹp. Hai tầng mai thì nó rơi từ đấy xuống thì nó không vớ, to rộng 3 tầng. Cái mực này 4 tầng, hết rồi, được 4 tầng, à, đẹp quá mọi người.
cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ lỡ nhá. Tụ này quá đá luôn, chắc tầm ký đấy mọi người ạ. Mồ hôi, thời tiết rất là nóng. Bây giờ là đang giữa 11 giờ nên là thời tiết rất là nóng luôn. Lỡ đã bắt xong tọa ong nhá, đây mọi người ạ. Tọa ong mini thôi, tầm khoảng 6-7 lạng thôi. Anh em mình ấy đi tìm ong này thì bọn mình bây giờ bắt đầu vào đến mưa này ấy, thì là anh em mình chỉ đi soi chai thôi. Nếu mà có tọa ong ở những cái sườn núi này thì là anh em mình ở dưới này soi lên thì nó sẽ thấy nhá. Hôm nay thì tổ này là tổ thứ tư rồi, rất là may mắn rồi. Mọi người thấy video của Lợ chia sẻ hay thì mọi người cho Lợ xin một like và một đăng ký để ủng hộ Lợ có động lực làm nhiều video nhé. Tiến tới thì thu xong lứa thì Lợ sẽ đi làm một vài video để sinh tồn ngoài bờ suối và sinh tồn trong rừng già để thử thách giới hạn của mình và để giới thiệu cho mọi người xem những khu rừng già của mình có những cái gì nhá. Trên bụi mình thì rừng nó rất là già, cây cối rất là to và rộng rãi. Thế nhá, mình tiếp tục lại đi tìm nhá. Do hôm nay pin mình cũng xong hết rồi, nhưng mà sáng nay ấy, mình quên không sạc điện thoại ấy, thì lúc mình đi thì chỉ còn hơn 30% pin thôi. Đến giờ này thì nếu mà một tí mình không quay được thì là mình cũng xin kết thúc video tại đây. Người xem được video của Lợ ấy, thì cho Lợ xin một like và một đăng ký để ủng hộ Lợ, Lợ có nhiều động lực để làm nhiều các video để cho mọi người xem nhé. Ong, ui rồi mọi người ạ, có một con ong từ đâu bay ra đầu Lợ, xin nó đốt Lợ. Ba nhá, Lợ chào mọi người nhá. Nếu một tí nếu mà đoạn này còn tìm được ong thì Lợ sẽ quay tiếp nhá. Không thì Lợ xin kết thúc video đây. Bye bye mọi người. Hai anh em mình cũng kết thúc video đây. Bye mọi người nhá.